Thì các bạn thấy được là thông tin thường đang hồi sáng này chính là thông tin liên quan tới sàn eToro Thì sàn eToro cảnh báo là, là sắp hết Bitcoin để bán cho khách hàng vì người mua quá đông Cuối tuần này có thể là sẽ hạn chế các lệnh mua Sàn eToro cần mua thêm Bitcoin, các bạn nên thắt dây an toàn Thì để thương giải thích thêm về cái thông tin này, có thể nhiều bạn đã đọc cái bài báo ngày hôm nay Đây là một thông tin rất là lớn và được nhiều người chia sẻ Đó chính là cái thông báo được chia sẻ bởi eToro thì chủ yếu eToro là một cái sàn mà các bạn thấy là họ mua Bitcoin để bán lại cho những người trên sàn Thì họ sẽ có một cái lượng Bitcoin ấn định Và chỉ mua thêm thêm mà cần thiết Thì nếu như mà trên sàn cái lượng người mua và bán đó Mà cân bằng với nhau Thì có thể là họ không cần phải mua thêm Nhưng mà nếu như mà trên sàn mà có quá nhiều người mua Mà những người mua xong họ không có ý định bán lại Thì sẽ dẫn đến là cái nguồn cầu quá nhiều Nguồn cung không đủ trên sàn Dẫn đến là eToro cần phải mua thêm Bitcoin Đây là một cái dấu hiệu là eToro chưa chuẩn bị sẵn Tại vì Etoro đó không phải là một sàn mà bắt nguồn từ thị trường crypto này. Các bạn thấy là Etoro có thể là cái số lượng giữ trữ bitcoin không có nhiều bằng những cái sàn lớn như là Coinbase hay là Gemini hay là Binance vân vân. Nhưng mà cái số lượng người mua đó họ lại không ngờ là nhiều như vậy. Cho các bạn thấy được là hiện bây giờ đã có rất nhiều những nhà đầu tư đang tìm kiếm và thu một bitcoin và thị trường bây giờ có rất nhiều người tin tưởng bitcoin giá tăng cao và sẽ tăng cao nữa. Cho nên họ không muốn bán dẫn đến là gây cái áp lực cho giá càng bitcoin tăng lên và lại tăng lên các bạn thấy được là giá càng tăng thì họ lại càng không muốn bán và cứ tiếp tục như vậy các bạn thấy được là cái sức ép à, rất là nhiều và sẽ dẫn đến là giá của bitcoin có thể là có một sự đột phá rất cao và chúng ta thấy là sàn Toro nhiều bạn nói là bây giờ bitcoin thì các bạn lên mua là có tại sao sàn Toro lại gặp cái trường hợp này vấn đề là các bạn thấy được là sang o Toro khi mà họ mua họ sẽ mua cái số lượng lớn và trước đây đó các bạn cũng đã biết là khi mà thị trường không có sôi động thì nhiều nhà đầu tư lớn, nhiều công ty đó họ cần mua Bitcoin họ sẽ đi vào những cái sàn OTC over the counter những cái sàn gọi là giao dịch trong ngoài đó giữa người mua và người bán kết nối với nhau và họ mua số lượng lớn và họ sẽ thỏa thuận giá cả tại vì họ không muốn mua trên những sàn giao dịch thông thường làm ảnh hưởng tới giá cả tại vì nếu như các bạn là người mua đi thì các bạn càng mua nhiều thì giá càng tăng nhiều cho nên các bạn càng mua thì giá càng tăng khiến cho bạn càng mua thì càng mua được ít bitcoin hơn của một số tiền và ngược lại các bạn càng bán thì giá càng đi xuống vì lý do đó mới có những cái sàn OTC những sàn dòng ngoài đó mà họ kết nối người mua và người bán và thỏa thuận giá cả với nhau nhưng mà khi mà cái thời điểm mà Bitcoin không có sôi động thì các bạn có thể dễ dàng kiếm được người mua và người bán nhưng mà bây giờ Bitcoin đang sôi động thì rất là khó. Cho nên cái sàn dòng ngoài bây giờ cũng không có đủ số lượng để mà cung cấp cho người mua tại vì những người mà mua số lượng lớn vẫn còn là rất nhiều. Cho nên các bạn thấy được là đây là một trong những cái khó khăn của những cái công ty khi mà họ cần mua số lượng lớn và nếu cứ tiếp tục như vậy thì dẫn đến là nhiều công ty họ sẽ lên sàn bình thường để mà mua thì có thể dẫn đến là giá cả sẽ tăng rất là nhiều. Và chúng ta À, cũng đã thấy cái thông tin được chia sẻ với eToro nếu như mà tình trạng này cứ tiếp tục à, Thì có thể là dẫn đến sang eToro à, cuối tuần này Sẽ đưa ra những cái chiến lược như là hạn chế người mua Có thể là các bạn thấy là một người chỉ có thể được mua bao nhiêu Bitcoin mà thôi Trong một thời gian nào đó khi mà họ có thể Bitcoin thì họ mới mở trở lại Nếu như mà điều đó xảy ra thì các bạn có thể thấy là Mọi người mà càng không mua được Bitcoin họ lại càng mua mua Bitcoin Thì có thể dẫn đến là giá cả sẽ bị ép lên cuối tuần này Đây là cái suy đoán của mà thôi mà thường muốn chia sẻ với các bạn và các bạn cứ thấy đây là một cái thông tin liên quan tới sang người e thôi thôi các bạn nghĩ đi nếu như mà chúng ta nhận được thông tin là PayPal hay là Square gặp tình hình tương tự thì các bạn cũng có thể thấy được là tình hình giá cả sẽ như thế nào Đây là thông tin liên quan tới e Toro Thì ở trên Twitter, quỹ tiền tệ quốc tế IMF đó đưa ra một cái tweet đây là một cái cuộc bỏ phiếu mà thường cảm thấy cũng rất là thú vị mà thường đã chia sẻ với các bạn đó câu hỏi là tiền điện tử có phải là tiền hay không đây là cái câu hỏi được đặt ra bởi IMF quỹ tiền tệ quốc tế và các bạn cũng đã biết câu trả lời nên, nên thường đã à, để cái link ở trên Facebook Twitter Telegram để các bạn nào mà có Twitter thì lên trên Twitter để bỏ phiếu ngay để cho họ biết là cộng đồng crypto này mạnh như thế nào và cách đây là vài tiếng đồng hồ 8 tiếng đồng hồ thì các bạn thấy được là 35.000 người đã bỏ phiếu và 78% nói là tiền điện tử là tiền chỉ có là 22% mà nói là không phải và cuộc bỏ phiếu rất là thú vị bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái um, tình trạng bỏ phiếu mới nhất đi để không bấm vào cái link này chúng ta trở vào Twitter thì các bạn thấy được là bây giờ đã có 67.000 67.000 người đã bỏ phiếu và các bạn thấy được là cái tình trạng bây giờ thì áp đảo là tiền điện tử là tiền là 80% trong khi chỉ có 19,5% là họ nói là tiền điện tử không phải là tiền thì các bạn thấy được là cổ phiếu này thú vị ở chỗ nào thú vị ở chỗ là khi mà thuận đưa ra một bài bỏ phiếu thì đương nhiên là cộng đồng thuận của thùng capital là cộng đồng mà thích crypto cho nên cái câu trả lời nó sẽ nghiêng về một bên à, như là các bạn thấy những cái twitter mà có nhiều người mà follow họ nghiêng về crypto đó thì đương nhiên là khi bỏ phiếu sẽ không có được chính xác lắm nhưng mà IMF là các bạn cũng đã biết là quỹ tiền tệ quốc tế cho nên khi mà họ đưa ra một cuộc bỏ phiếu như vậy đó thì có rất nhiều người bỏ phiếu không phải là người ở trong những crypto này nhưng mà các bạn thấy được là cái tình hình bây giờ là vẫn áp đảo là 80% của 67.000 người bỏ phiếu nghĩ là tiền điện tử là tiền thì tại sao IMF lại đưa ra một cái cuộc bỏ phiếu này thì chỉ có IMF mới biết được thôi đối với thuận thì có thể là họ đang thăm dò coi coi là mọi người đã sẵn sàng để có thể chấp nhận tiền điện tử của quốc gia hay là chưa đây là một trong những điều mà Thường muốn chia sẻ với các bạn và điều này cũng có nhiều ý nghĩa. Các bạn thấy là năm 2017 đó thì có một cái làn sóng mà không có ý nghĩa gì hết. À, một số người lúc đó đó, ngay cả những người mà nổi tiếng, Thường nhớ là ngay cả Tỷ phú chắc mà cũng đã nói là ông ta không quan tâm nhiều đến Bitcoin ta chỉ quan tâm đến blockchain mà thôi. Các bạn thấy được đây là một câu trả lời mà bây giờ nhìn lại cảm thấy là một câu trả lời không có ý nghĩa gì hết tại vì blockchain chỉ là một phần của tiền điện tử mà thôi. Các bạn thấy được là muốn có được một tiền điện tử đó các bạn ngoài chưa có blockchain ra các bạn cần phải có cái hệ thống đồng thuận, các bạn cần phải có cái đồ thưởng phạt trên mạng như thế nào, các bạn cần phải có những cái chiến lược tiền tệ phân phối như thế nào, tiền đó được tạo như thế nào, được đào ra hay là được in ra hay là staking mà có. Các bạn thấy đây là những cái chế độ mà các bạn cần phải có. Đây là những cái yếu tố rất là quan trọng để hình thành một cái loại tiền điện tử như là Bitcoin. Cho nên khi mà chúng ta nói tới hệ thống blockchain đó, các bạn nói các bạn quan tâm đến blockchain thì đó là một câu trả lời thiếu sót tại vì blockchain thì còn cái tiếp là blockchain nào? Các bạn đang nói về blockchain như thế nào? Blockchain của Ethereum thì rất là khác blockchain của Bitcoin. Blockchain của Bitcoin rất là khác blockchain của Cardano. Các bạn thấy là tất cả những blockchain đó đều khác nhau. Giống như là các bạn nói là các bạn yêu thích công nghệ mua sắm trực tuyến thì hồi kế tiếp là bạn đang nói về công nghệ mua sắm trực tuyến của công ty nào, của hệ thống của Alibaba hay là hệ thống của Amazon hay là hệ thống của eBay vân vân, các bạn thấy được là những công ty đó đều là mua sắm trực tuyến trên mạng nhưng mà có hệ thống khác nhau hoạt động cũng khác nhau cái phần mềm cũng khác nhau cho nên các bạn thấy là các bạn không thể theo trả lời là tôi thích blockchain nhưng mà tôi không thích bitcoin tại vì các bạn thấy cả hai là một khi mà chúng ta muốn có một loại tiền điện, điện, điện tử đó thì cần phải chạy trên một mạng lưới blockchain và một loại blockchain mà không có tiền điện, điện tử thì là gì các bạn cũng có thể tự suy nghĩ ra mạng lưới blockchain mà không tiền điện, điện tử thì làm sao các bạn có thể là đảm bảo được thưởng phạt trên mạng để chắc chắn được là thông tin trên mạng là một thông tin mà có giá trị và không bị ai thay đổi được cho nên đây là một điều rất là quan trọng và các bạn thấy là gần như là những cái ngân hàng lớn cũng đã hiểu ra cái điều này. Những ngân hàng chuyên mương lớn cũng đã bắt đầu hiểu cái điều này cho nên họ mới là bắt đầu không nói xấu về Bitcoin nữa, không nói xấu về crypto nữa tại vì chẳng khác gì là họ tự nói xấu về tiền điện tử của quốc gia. Tại vì tiền điện quốc gia sau này cũng chạy cho một mạng lưới tương tự mà thôi. Chạy cho mình nước blockchain và tiền điện tử là cái token mang giá trị giao dịch qua lại trên blockchain đó đây là điều điều mà tôi muốn nói với các bạn về cái thuyết này tại sao mình nghĩ là IMF lại đưa ra một cái thuyết như vậy trở lại chúng ta thấy được là một trong những thông tin khác nên thường chia sẻ với các bạn đó đó chính là Joe Biden đã đưa ra kế hoạch cứu trợ Covid trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la và trong đó có rất nhiều những cái mục như là nhiều cái đợt cứu trợ kinh tế nhưng mà một chuyên mục mà nhiều bạn quan tâm đến đó chính là sẽ đưa thêm 1.400 đô cho những người Hoa Kỳ nâng tổng số tiền lên 2.000 đô à, bao gồm là 600 đô tháng 12 vừa qua có nghĩa là những người mà đã nhận được 600 đô rồi thì sẽ nhận thêm 1.400 đô nữa đương nhiên đây chỉ là một kế hoạch mà thôi các bạn thấy được là chỗ Biden vẫn chưa nhận chức khi nào mà có chính quyền chỗ Biden rồi thì lại bắt đầu để sẽ bỏ phiếu giữa Thượng viện, Hạ viện, Nhà Trắng cũng tương tự như trước đây chúng ta không biết được cái thông qua hay không nhưng mà nếu như thông qua thì các bạn sẽ thấy được là in tiền là sẽ tiếp tục in tiền thì chúng ta cũng nói rất nhiều lần in tiền sẽ dẫn đến là lạm phát tăng lên lạm phát tăng lên sẽ dẫn đến là những cái tài sản cũng tăng theo và đương nhiên bịch là một trong những cái loại tài sản đó các bạn thấy được là khi mà chúng ta nói tới cái việc in tiền đó thì đối với nhiều người 2.000 đô thì rất lớn nhưng mà đối với nhiều người mà họ không cần ở thời điểm này thì có thêm 2.000 đô họ cũng sẽ chỉ dùng đó để mà đẩy vào mua chứng khoán mà thôi đẩy vào mua những tài sản mà thôi cho nên các bạn thấy được là cái sự khác biệt giữa người có và người không có đó trong cái tình hình bây giờ đó là rất là lớn thường để chia sẻ rất nhiều lần là một trong những cái tác dụng phụ khi mà chúng ta thấy cái việc in tiền xảy ra thường không nói là đưa ra một cái cứu trợ là đúng hay sai đương nhiên là có rất nhiều người rất cần gói cứu trợ này nhưng mà cũng đồng thời có rất nhiều người không cần gói cứu trợ các bạn thấy được là hai bên rất là khác nhau thì nhưng mà cái ảnh hưởng chung đó đó chính là lạm phát sẽ tăng lên các bạn thấy là giật giá sẽ leo thang và giật giá đã leo thang rồi nhưng mà nào mà ở hoa kỳ cũng đã biết là các bạn đi ăn các bạn đi chợ các bạn cũng sẽ thấy được là tiền bây giờ là đã mất giá từ từ rồi và khi mà chính phủ thường đó họ nhìn vào lạm phát thì họ không muốn cho người dân biết là lạm phát cao họ sẽ chỉ vào những dịch vụ như là dịch vụ netflix À, dịch vụ của Spotify vân vân những dịch vụ mà các bạn mua để mà giải trí đó thì đương nhiên các bạn không thể nào so sánh dịch vụ được tại vì dịch vụ không tăng nhưng mà chúng ta đi chợ thì giá đã tăng lên cho nên lạm phát đã có thì khi mà chúng ta thấy tình trạng này xảy ra đó thì những người mà cần nghĩa là những người mà họ cần có hỗ trợ đó thì số tiền này cũng không đủ cho họ họ có họ phải sử dụng ngay lập tức họ phải trả tiền mướn phòng họ phải trả tiền mướn nhà họ trả tiền bill vân vân nhưng mà những người mà không có cần thì họ lại dùng số tiền này để mà đầu tư cho nên kết quả thì mình thấy được là người mà có tiền thì lại có tiền thêm tại vì khi mà lạm phát xảy ra đó thì tài sản tăng giá trị lên nhưng mà những người mà không có tài sản mà lưu trữ tiền mặt thì các bạn thấy được là càng ngày tiền lại càng mất giá cho nên đây là một trong những điều mà rất đáng tiếc chúng ta là một nhà đầu tư thì thường chỉ có thể chia sẻ bằng cái góc nhìn nhà đầu tư mà thôi những điều này à, đương nhiên sẽ dẫn đến là những tài sản tăng giá và những gói hỗ trợ này cũng là một trong những điều đứng sau so lưng cái sự tăng giá của tiền chứng khoán trong vòng từ tháng 3 tới bây giờ mặc dù có dịch bệnh nhưng mà chứng khoán vẫn tăng và tăng và tăng liên tục hàng tuần, hàng ngày các bạn cũng đã thấy rồi và lý do tại sao nữa thì đương nhiên là liên quan đến cái lãi suất thường được chia sẻ trong video trước đây lãi suất càng thấp thì lại càng ép nhiều người phải chấp nhận nguy hiểm cao hơn để cho có được cái lợi nhuận cần thiết cho nên họ cần phải đi vào thị trường chứng khoán đi vào những thị trường mạo hiểm hơn mua bất động sản vân vân tại vì lãi suất thấp thì họ không thể nào mà gửi tiền ngân hàng mà có lãi suất để sống qua ngày được họ không thể nào mua trái phiếu được họ cần phải chấp nhận nguy hiểm cao hơn đây là cái tình hình hiện bây giờ liên quan đến cái hỗ trợ thì có một cái thuyết thường chia sẻ chủ yếu là để cho các bạn có thêm một cái suy nghĩ mà thôi thì có nhiều bạn cũng cười khi mà thường chia sẻ cái điều này tại vì cũng cảm thấy bây giờ là cũng không có hợp lý lắm tại vì Bitcoin đó để thường chia sẻ để các bạn hiểu hơn thì để thường cho các bạn thấy là đỉnh cũ của Bitcoin năm 2013 đó là khoảng 1.000 đô chúng ta cũng đã biết cái đỉnh của năm 2017 đó là 20.000 đô và cái đáy của năm 2017 được tăng trưởng đó đó nghĩa là cái đáy của năm 2018 đó là 3.000 đô thì các bạn thấy được là cái đáy của đợt tăng trưởng năm 2017 đã tăng hơn 3 lần So với lại cái đỉnh của năm 2013 Thì nếu chúng ta thấy trường hợp tương tự xảy ra Thì các bạn thấy được là nếu như mà cái đỉnh của năm 2017 là 20.000 đô Mà cái đáy của đợt tăng trưởng này là 3 lần đỉnh Thì các bạn thấy được là sẽ lên 60.000 đô Thì đương nhiên bây giờ chúng ta những xây quanh cái mức là mươi mấy ngàn, 40 ngàn thì các bạn thấy được là 60 ngàn là một con số mà quá quan đường khi mà thường nói tới đây là con số uh, ở đấy thì các bạn thấy là chúng ta rất là khó nói, đương nhiên là không ai biết được tương lai nhưng mà trước đây các bạn thấy được năm 2013 đi thì nếu như mà ai nói với các bạn đầu năm 2017 lúc mà Bitcoin xây quanh mức là 8 900 đô thì các bạn nói là đợt tăng trưởng này cái đáy của đợt tăng trưởng này là 3.000 đô thì họ sẽ cười tại vì họ thấy là Bitcoin bây giờ chỉ có 7 800 đô đầu năm 2017 thôi mà cái người này lại nói là Bitcoin có cái đáy là 3.000 đô đợt tăng trưởng này trong khi Bitcoin chưa qua được ngàn đô nữa cho nên các bạn mới thấy được là nhiều người sẽ cười các bạn nhưng mà cuối cùng đó là sự thật những điều mà các bạn không nghĩ là có thể xảy ra sẽ trở thành bình thường khi mà điều đó đã xảy ra giống như là các bạn thấy được là 3.000 đô đã là sự thật là cái đáy của lần tăng trưởng năm 2017 và sự thật là cái đáy đó đã tăng gấp 3 lần à, năm 2013. Có nghĩa là những bạn nào mà lưu trữ Bitcoin sau cái đợt tăng trưởng năm 2013 đó, sau đó các bạn tiếp, tục, tiếp tục lưu trữ và lưu trữ tới cái mức là các bạn thấy là Bitcoin tăng gấp 2 lần là 2.000 đô các bạn bán thì các bạn đã không có cơ hội để mua lại được nữa tại vì cái giá thấp nhất của đợt đó chỉ là 3.000 đô mà thôi, không xuống thấp hơn. Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn thì thường muốn chia sẻ thêm về Telegram thực ra vấn đề này thường chia sẻ chi tiết hơn một lát nữa nhưng mà thường thấy có một điều đó đang xảy ra rất là mạnh đối với Telegram hình như là có một bạn đã đăng một cái bản lên trên đây đúng mà đây là cái tài liệu của crypto khoan thường chia sẻ thêm một lát nữa đang có một cái điều gì đó xảy ra khiến cho Telegram bị mất đi rất nhiều trên những cái sàn giao dịch chúng ta sẽ nói tới một lát nữa. Nhưng mà một điều khác nữa các bạn thấy được là trong cái thời điểm mà giá Bitcoin đi xuống trong những mấy ngày qua đó thì chúng ta thấy là bây giờ có rất nhiều bài viết chứng minh được là những cá voi đã thu mua rất là nhiều trong cái thời điểm mà chúng ta thấy là Bitcoin đi từ cái mức là 37.000 xuống còn 30.000 đó lúc mà nhiều bạn lo lắng đó thì đó là lúc mà các bạn thấy là rất nhiều cá voi đã thu mua trong khoảng thời gian đó và chúng ta cũng đã biết là cá voi thu mua rất là nhiều ở cái mức là 30.000 đô dựa theo những thông tin được chia sẻ bởi crypto khoan khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng bitcoin lớn rời khỏi sàn vào ngày hai tây coinbase pro thì phần lớn cá voi bây giờ là kết luận mọi người đưa ra là cá voi mua mức từ 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 30.000 tới 32.000 cho nên cái mức này sẽ là mức mà sẽ được hỗ trợ bởi nhất nhiều người mà có tiền ở thời điểm bây giờ đây là cái tin tức mà tôi muốn mang đến cho các bạn